Dạ con xin kính chào tất cả quý cô chú. Chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với clip mới nhất trên kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây ha. Quý cô chú xem kênh xin mời đăng ký ủng hộ cho kênh ha quý chú. Nhấn chuông thông báo để mình sẽ xem và giao lưu những clip mới nhất từ trên kênh. Thì hôm nay con cũng mời quý chú ghé lại đây là xã Tân Hòa của huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp, khu vườn của anh Bonsai Văn Úc kính mến để mình giao lưu. Hôm nay anh Úc giới thiệu đến quý chú một cái cây kim quýt rất là đẹp của chú, với một số cây ăn trái khác nữa, có một số cây cũng lạ lạ nữa. Rất mong quý chú xem yêu mến và ủng hộ cho anh ha. Thì con cũng mời quý chú thư giãn với anh trong cái khu vườn của anh đó, nhỏ nhỏ xinh xinh đó. Nó rất là nhiều cây hoa trái đẹp lắm quý chú ơi. À, có mấy cây lộc vừng bông vàng này. Rồi thôi để vô chủ đề chính đi hôm nay đây. Có ổi nè, dừa nè, đó, kim quýt, rồi mận nữa cô chú, rồi hình như bưởi nữa, khế Đúng đó. rồi. Dạ em chào anh Út kính mến. Chào chú Khánh, chủ kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây và cùng bà con cô bác anh chị em đang xem kênh kính mến. Và hôm nay thì ngày mới, dân Út sưu tầm một số cây ăn trái bonsai nhiều dáng thế và cùng một số cây cảnh giao lưu cùng với cô bác anh chị em gần xa. Mong cô bác anh chị em gần xa xem kênh, theo dõi, ủng hộ dân Út, trân trọng cảm ơn. Dạ, nhắc số điện thoại giúp em cái nút. Và để chi tiết giao lưu nhân lúc tự giới thiệu Dũng ở xã Hòa Bình, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp. Chi tiết giao lưu là dưới số điện thoại là 034 988 1409. Dạ, cũng là rồi, số số đó là số Zalo anh Zalo. ha. Rồi, để không mất thời gian của quý chú mình vô luôn cây số 1 anh ha. Rồi, tiếp theo là mã đầu tiên là cây kim quýt, mã số 1. Rồi. Rồi cây này có đặc điểm gì anh báo giúp em đi ha. Rồi cây này thì một thân một cốt, tàn dù dày đặc rất đẹp, lưỡng lắc trắng trực. Nó có một cái vết sẹo nhỏ nơi cốt cành của nó đây. Dạ. Cây quá đẹp, cái tàn của chú. Nhưng ơi. Không có cái gì trong này ngoài da nha. cái này thì không đáng kể của chú ơi. Đó. Thân lắc lượng anh ha, trực nhưng mà trực lắc. lắc. Cây này ta nuôi chắc cũng lâu lắm anh Đúng đúng rồi, không lâu lắm rồi. Mình được cây nhất anh ha. Cây duy nhất một à. Cây duy nhất ha. Tàn dày đặc. Rồi tiến hành đo thông số luôn em luôn, chiều cao được như ta, cao mình cứ hạ tương đối cũng được anh này. Cây có chiều cao là từ mé mặt bầu đến đọt là 1,5 m. Dạ, nó nằm trong tầm khoảng 1,6 m, 1,7 m thôi chút, hơn 1,5 m chút. Tán ngang là 9 tấc. Dạ, 90. Hoành thân gốc vị trí nơi đây được 18 hoành. Rồi, chưa yếu 18 này, kể tính 17 17 đi. đi, 17. 17. Đường kính bầu luôn. Đường kính bầu là 43. Rồi, để thì vậy nào chú ha. Rồi, thoát thân thoát rồi thân này. Đến cốt cành là nó 68. Rồi, 68. Cây này được người ta cun tỉa, cắt tỉa cho nên nó dày. Một cái tàn dù anh ha. Tàn dù cứng dày đặc ngắt đẹp. luôn. Không có hỏng chỗ nào hết trơn quý cô chú ơi, xem kỹ giúp con ha. Cây này cây thường thường môn nha các anh chị em. Rồi anh nghiêng nhẹ cái chiều xuống cho em coi cái ha. Đây tôi chú thêm cái dàn xương nữa nè, rồi trái nó treo ở trong này ha, đỏ đỏ đỏ, đỏ xanh xanh đầy hết trơn anh ha, trái đầy rất nhiều nha quý chú. Tầm một tuần lễ nữa là nó rộ trái hết trơn đó. Cái cây này quý chú chỉ cần về mình tha vô một cái chậu đẹp thôi, Đúng mình rồi. chơi thôi chứ không phải làm gì hết. Dạ rồi anh ơi, cái cây này mình giao lưu giá nhiêu đây anh Út? Cây số 1, cây kim quýt, Dân Út giao lưu với giá là 2,6 triệu, Dân Út bao ship toàn thế giới luôn. Toàn thế giới ha, toàn là Việt Nam. Rồi toàn quốc anh ha. Toàn quốc. Rồi đổi cây. Dạ 2,6 triệu của chú ha, ủng hộ cho sáu. Út theo chú. Cây này đẹp lắm của chú ơi, thành phẩm rồi, không có làm gì hết. Về thì mình có thể mình trồng đứng đứng lại. Đây cái bầu nó hơi nghi nghi. Rồi mã số 2 của anh là một cây. Một cây ổi ruby ruột đỏ dáng thế. Dạ, dáng bye bye ruby, ruby ruột đỏ dáng thế ba, nhưng mà có cái gọng cong anh ha. Đúng rồi, có cái đường cong, đường cong bay quậy đầu rất đẹp. Bay quậy đầu luôn hả? Bay quậy đầu. Dạ rồi, có gốc cành mình mau chỉnh sửa và ăn trái luôn đó. Dạ. Tiếp theo thông số nha, từ mặt bầu đến đọt là 1,17 m. Cây này nó thông cây gió theo chú, nó gió nhỏ dần tới ngọn. Đường kính bầu là 40. Dạ. Cây có cu đế đẹp. Rồi vị trí đây được 34 kể 33. Dạ rồi.
thì cây liền lạc, không có một lỗi gì hết. Cây có trắng thế rất đẹp. Ruby anh ha. Đỏ ruby. Ruột đỏ đúng ruột không? Đỏ. Rồi cây ổi ruby ruột đỏ. Cây mã số 2. Nhân Út giao lưu với giá là 1.800.000. Nhân Út bao ship. Rồi, toàn quốc luôn. Toàn quốc. Dạ, đổi giúp em luôn. Số 2. Số 3, mình có cây mận với cô chú ơi. Cây cũng khá khá nặng nặng của chú, có gì cũng thông cảm, đợi đợi ảnh chút xíu ha. Cây mận hồng đầu đá, có cái dáng thế hình thú, thân dáng giật lượng lắc. Cây này cũng nhỏ nhỏ vừa chơi anh ha. Đúng rồi. Hồng đầu đá. Hồng đầu đá. Hồng đầu đá nó có cái đặc điểm cái là da nó già của chú, nó lên sần sù, nhìn nó cổ lắm. Cây này có dáng thế giống hình thú nha. Dạ. Đó, nó có giò chỗ trước nè, có đuôi, có giò sau chân nè. Dạ. Rồi, đo giúp em luôn ha. Cây có chi tiết chiều cao từ mặt bầu đến đọt là 1m2, 1m3. Dạ. Đo vị trí hoành gốc nơi đây được 43 kể 42. Rồi, đường cái chiều dài của cái bầu cũng được. Đúng rồi. Chiều dài đường kính bầu là 65. Chiều ngang. Chiều ngang. Chiều ngang. Chiều ngang là 46. Dạ. Quay quay giúp em tròn vòng cái bộ đế. Đế này cái hình oval anh ha. Nó bò dài. Nó bò giống con thú vậy đó. Thân thì nó cũng lắc lắc. Lắc lắc lượng lượng. Lượng lượng. Chơi cái phơm tán dù dù ở trên cũng được chút. Tròn tròn ở trên ha. Thế giá luôn à, anh Út ơi. Cây mặn hồng đầu đá mã số 3 Út giao lưu với giá là 2.600.000. 2.600.000. 2.600.000. Nút bao ship. Dạ. Toàn quốc luôn anh ha. Toàn quốc luôn chú ơi. Mấy cây này ship cũng nặng, tiền ship cũng khá cao chú. Rồi, đổi giúp em luôn. Thế vậy chứ cũng cực công để đào bứng lắm chú ơi. Mấy cây này. Cây khai thác. Tiếp theo là cây bưởi. Cây bưởi anh hả? Cây bưởi đường. Bưởi đường. Kêu cây bưởi đường. Thì chủ nhà có hai cây, nhưng cũng thấy cái dáng đẹp quá, giao lưu một cây nè. Bưởi đường là trái nó to mà anh, nó giống như trái bưởi năm rồi mình không, hay là trái to đó, to đó. Dạ. Mà kêu bằng bưởi đường đó. Mang nó ngọt không mà kêu bưởi đường? Chắc ngọt hơn nên nó kêu bưởi đường. Bưởi đường. Dạ. Chủ nhà nói gì đó thì mình cũng nói lại vậy. Rồi, có dáng thế. Nó tựa tựa như cái ổi vừa rồi anh ha. Đúng rồi, nhưng mà nó có dáng nghịch lại nè. Nó dáng cong lại. Rồi, đo giúp em luôn anh ha. Rồi, tiếp theo là thông số từ mặt bầu đến đỉnh đọt là 1m48. Dạ. Rồi, đo hoành gốc vị trí nơi đây được 43, nhân Út kể 42. Dạ rồi. Đường kính bầu. Đế này cũng đế cũ đặc. Dạ. Đường kính bầu được 51. Dạ. Một cây bưởi đường anh ha. Bưởi đường. Bưởi đường. Nó loại này rất cũng quý lắm á, cũng hiếm hơn bưởi năm roi với bưởi ruột đỏ rồi đó. Dạ. Rồi, bưởi đường, dáng công công bye bye anh ha. Có cốt cành đầy đủ gì mình dạ. Mau làm dáng thế. Rồi, giá luôn anh. Cây bưởi đường mã số 4. Nhân Út giao lưu với giá là 2.600.000. Nhân Út bao ship. Dạ. 2.600.000 anh ha. 2.600.000. Dạ rồi, đổi giúp em luôn. Cây bưởi đường. Bưởi đường. Cũng sưu tầm những cái cây cũng lạ cho đó cho chú. Quá nặng à. Giao luôn. Rồi, rồi cây số 6. Số 4, số 5, số 5. Số 5. Số 5. Dạ. Số 5 là cây nguyệt quế. Da láng. Nguyệt quế da láng anh ha. Đúng rồi, da láng. Dạ. Có hai ba loại nguyệt quế, có loại da me nữa. Mà loại này da láng mà lá nó sắn bông chùm. Lá sắn. Cái này sắn rồi anh ha. Cái này sắn rồi. Loại này nó bông, có bông luôn nè. Dạ rồi. Cây này cây thuần chậu. Rồi cây cái tàn cũng khá to to ha chú. Có dáng chụp bay nè. Mình cũng túm lại được anh hả? Đúng rồi. Rồi, đo giúp em luôn ha, anh Út ơi. Cây có chi tiết từ mặt bầu đến ngọn là 1m4 đi. Dạ. Tán ngang là 1m2.
mình gốc vị trí nơi đây được 24. Độ thoát thân từ sổ đế đi anh. Sổ đế đi ha. Khỏi thoát thân. Sổ đế được 32. Rồi. Đo cái nồi đế không? Đúng rồi, nguyên cái quần đế này đo hãm tham khảo luôn. Cái nồi đế được 123. Dạ. Rồi, quay tròn vòng giúp em. Đó, đế thì nó vậy nè một chút. Rễ cám thì rất là nhiều ha. Cây rễ kia thì nó bung lên vậy nè. Cô bác anh chị em giao lưu về thì để cho chậu là mình chiêm ngưỡng mùi thơm nguyên quế luôn. Chưa à, dừng nhẹ qua ngược lại giúp em cái. Đang búp nụ nhiều lắm của chú ha. Này là lá sắn rồi nào của chú ha. Lá sắn chùm. Lá sắn hoa chùm. À, da láng luôn nha. Của này da láng. Dạ rồi cây này giá sao đây anh ơi? Thì có cái đặc điểm ha, đây nó có vết lỗ chú anh. Dạ. Có vết lỗ như nghệ thuật vậy đó. À, kiểu như nó lỗ hồi xưa. Đúng sau rồi. Đó nó bo lại hai bên hết trơn theo chú. Nó còn một cái lằn nhỏ ở giữa. Rồi cây miệt quế mà số 5 nhút giao lưu với giá là 2.4 triệu nhút bao ship. Dạ 2.4 triệu anh ha. 2.4 triệu. Rồi tội giúp em luôn. Dạ tiếp luôn. Số 6 có cây gì khá độc đây? Đây là cây ổi ruby. Ổi ruby nữa anh thế. Cái này hồi đó người ta ghép cái chớn này nè đúng không anh? Đúng rồi, nó ghép ăn chớn nè. Nó tạo cho cái cây có một cái đặc điểm nhìn nổi bật luôn của cô chú. Nhìn rất là đã ha. Nó có chớn nè. À, cái phô này đẹp đó cô chú, cái phô này ra cây chắn thế. Nó có cái cò rất là gắt nè. Dạ, co cù chỏ luôn. Đúng rồi. Rồi tiếp theo rồi đo chi tiết. Mã số 6 anh ha. Mã số 6, cái ổi ruby. Từ mặt bầu đến ngọn là nó 72. Rồi. Chỗ có cành đổ là nó 83. Đường kính bầu là 39. Vành thân anh ơi, vành thân ngay cái đoạn dưới luôn đi. Vành thân được 36 còn kể 35. Rồi, trên này thì nó bóp lại nha cô chú, bóp lại. Dạ, giá nhiêu đây anh Út ơi? Cái ổi mã số 6, ổi ruby. Nhút giao lưu dưới giá là 1 triệu. 1.5 triệu nhút bao ship. Dạ. Thì dáng thế cũng khó gặp lắm nha cô bác anh chị em. 1.5 triệu anh ha. 1.5 triệu. Chơi phần nhân đánh lả số cũng được của chú ha. Thì tùy theo cái cách mình chơi còn thôi chơi phóng ra đây. Đó, cách vậy nè. Có cái co cù chỏ. Đó. Đầy lắc ha, lắc 2-3 độ. Rồi, đổi giúp em luôn. À anh có cây ngô đồng nữa cô chú nha. Coi cây ngô đồng. Rồi, tiếp theo là cây số 7. Cái cặp dừa. Đó là cây khế chua. Khế chua anh ha. Khế chua. Một cái bệ khế chua anh ha. Một bệ khế chua củ đế rất là đẹp. Rồi. Cây này mình đúng là chắc lại chơi bonsai ha chú. Nuôi bonsai. Có cây tử nữa anh ha. Đúng rồi. Cây này mình uống chi bên đây. Bên đây lên đây là đỉnh. Dạ. Bonsai lùng lực bút măng. Cổ thụ luôn. Chua anh ha, chứ không phải chua. Cái chua. Thì theo anh em yêu thích chỉnh sửa dán lại. Dạ. Rồi, đo luôn giúp em. Cây có chi tiết từ mặt bầu đến đỉnh là nó 71. Dạ, vành thân. Mình đo vị trí vành thân ở đây được 73, mình kể 72. Rồi, rút cái thước đo ngang đây giúp em cái đây. Cho thân chính lớn. Thân chính lớn được 43 kể 42. Dạ. Rồi, cái bệ này dưới này đo sao đây? Đo đường kính ngang luôn đi. Tại cái này là cái đế nó rồi. Ra tới mặt bầu hết rồi. Nó hết bầu rồi. Đo ngang là nhân lên là thấy anh ơi. 60 đi. 60. 180 hoành hả cô chú? 180 hoành. Đế thì nó sổ xuống khoảng hơn 2 tấc chút xíu. Đây, một cái gang tay con này ha. Nếu mình to từ cái chớn này khoảng 20 á. 30. 30 luôn anh ha. Nếu mà tới trên đó. 30. Rồi quay ra. Mà nó sổ mấy cái vách này cũng to lắm hả chú ha. Cũng to không à. To. Điều bon. Rồi tròn vòng bộ đế ha. Ở trên này. Nó có một cái mặt cắt. Đúng rồi, có mặt cắt. Ngoài ra mấy mặt cắt nhỏ thì nói chung cũng nhỏ thôi chú. Đây, mặt cắt nó không có bị bọng nha. Nó tới đây đến hết thịt, no, thịt hết rồi.
xử lý keo đến thịt hết rồi, thịt tươi hết rồi. Rồi, cây khế này giá sao đây anh? Cây khế mã số 7 nhốt giao lưu với giá là 4 triệu 400, nhốt bao ship 4 triệu 400. Rồi quay quay tròn vòng cái nó giúp em rồi đổi luôn ha, 4 triệu 400 ngàn, bao ship toàn quốc luôn cô chú ha. Dạ rồi, cái này cũng khá nặng. Dạ tiếp luôn anh ha. Tiếp theo là cây ổi ruby số 8. Ổi nữa anh hả? Ổi nữa. Ổi ruby số 8 dáng dáng trực tầng đa. Tầng đa, chơi phôm bằng trà cũng được, đó này cũng rồi. Đúng. Có cốt chi sẵn hết trơn rồi. Bẻ xè ra là thành một cái dù, đúng rồi. Mà có mon trái luôn. Dạ. Rồi tiếp theo là chi tiết. Ruby anh ha. Ruby cục đỏ. Ruby cục đỏ. Cây có chi tiết chiều cao là 1m1. Rồi. Cái tán ngang cốt cành nó là 80. Thì anh cắt vậy mình về muốn cắt sao cắt lại heo chú. Đúng rồi, cho cắt trừ heo á. 27 đi anh ơi. Cái 27. Trừ heo. Trừ heo 27. Rồi. Đế thì gọn gàng. Thành thân. Đường kính bầu là 36. Rồi. Rồi cây ổi ruby mã số 8. Nhân út giao lưu với giá là 1 triệu 4, nhân út bao ship 1 triệu 4. Cây này cũng có cái vết là lỗ ngoài da nhưng mà nó sành hết rồi, nó lành hết rồi. Vết cũ luôn chú, vết không cũ. Phải là vết mới. Rồi, đổi giúp em okay. Luôn ha. Mã số 8. Rồi, tiếp tục số 9. Tiếp theo là số 9. 9 số 10 là 9A, 9B anh hả? Đúng rồi. Một cặp dừa kiển. Mình đi theo cặp hay là bán từng cây? Từ cặp đi, đi cặp đó. À, cây là 600 ngàn. Một cây 1 triệu 6. Ở 1 triệu 6. Rồi. Cây dừa này rất là già rồi, nghe cô bác anh chị em nó gần mười mấy 20 năm rồi đó. Chú Dường nói là cây dừa này rất là già. Mã 9 lâu mà nó không có lớn, lớn nhiều à. Mã số 9. Rồi. Thì mình đo chiều cao với cái hoành thân với cái thót lóng thôi được anh ha. Đúng rồi. Này thì ảnh chặt hết lá rồi. Từ mặt bầu đến đọt là 1m30. Cái hoành thân được 29. Dạ. Từ cái mặt bầu đến độ lóng thoát thân là nó 34. Rồi. Đường kính bầu 31. Cây dừa này cái chân rễ nó nôm giống như cây cao vậy. Đúng rồi, có chân rễ nôm mà 1 tấc 2 nè. Rồi, quý cô chú nào mà có cái kỹ thuật mà chơi dừa bonsai á, gọc hết cái này lại ha, làm cho lá nó nhỏ lại á, là nếu mà làm cho lá nó nhỏ lại được cái thân này mà nó thoát thân cỡ này ha, mà lá nhỏ nó nhìn cây rất là đẹp nha cô chú. Cộng thêm cái bộ đế này nữa, mình vô cái chậu bonsai cổ nhìn rất là đã luôn á. Cây lên chậu là lá nó sẽ nhỏ lại. Rồi, 1 triệu 6 cái này anh ha. 1 triệu 6. Rồi, tiếp theo đổi đến cây dừa 9B. Dạ rồi. 9B. Cũng 1 triệu 6 luôn. Cũng một giá 1 triệu 6, đồng giá. Cây này có dáng thế giống như thú ngồi vậy đó. Dừa này hình như là dừa đỏ đúng không ạ? Dừa đỏ. Dừa đỏ. Thấy cái cọng nó hơi vàng vàng đó. Đây. Giống như dừa xin lửa vậy đó. Rồi. À, đo giúp em luôn, cái này chắc chiều cao tương đương quá. Cũng đo lại đi anh. Thì đo lại đi ha. Thì có chiếc chiều cao từ mặt bầu đến ngọn là 1m29. Rồi. Cái này thì nó hoành nhỏ hơn. Vị trí nơi đây được 26 hoành. Rồi. Đường kính đầu là 32. Rồi nó thoát cái thân nó nhiều anh, lóng thân của nó nhiều anh. 30 luôn. 30. Dạ rồi, từ mặt bầu lên. Rồi, 1 triệu 6 luôn anh ha. 1 triệu 6. Đó, số 9B. Rồi, tiếp giúp em luôn. Số 10. Tiếp theo là cây ổi ruby dáng thế, mã số 10. Ruby nữa hả? Ruby. Chắc hình như anh có nguyên cái giường ổi luôn ha. Hết rồi. Hết rồi hả? Cây này thế dáng này cũng khá độc độc với quá nè cô chú. Dáng đổ, cũng là có trái nha.
Chơi vân nhân cành gớt. Lấy vân nhân cành gớt đây nè cô chú. Lấy mấy cái này làm cái ngọn đỉnh hồi. Bỏ luôn cái này. Lấy cái này làm đỉnh. Lấy cái này qua đây. Rồi. Rồi tiếp theo em hút thêm một vòng và đo chi tiết. Nói chung là nó chơi đủ chi hết cũng được mà lượt cũng được cô chú. Từ mặt bầu đến đỉnh là 86. Từ cái cành đổ ra đây là được 45. Vành thân gốc vị trí nơi đây được 34 nhưng cải 33. Đó, cái cây này chơi bonsai đẹp không? Dáng nó có trái luôn nè, khá độc luôn. Đường kính bầu là 39. Nó nằm nó ép sao nó có cái vách vậy đó anh ha. Đó. Ở trên đây hồi đó người ta có vết chứng ghép nè, chứng ghép gốc ổi lê Đài Loan á. Cái này nè, nó có vết chặt. Có vết chặt. Ở đây. Nhưng mà không nhưng mà nó không sao, nó ngoài da. Ở trên đây thì có những cái vết sâu nó ngoài da vậy đó. Mình xử lý keo rồi. Không có bị bọng, không có đi bị mục nha của bác anh chị em. Ở đây cũng có cái vết lũa do bị tét nhánh nè. Rồi, giá anh ơi. Rồi cây số 10 nhốt giao lưu với giá là 1,5 triệu, nhốt bao ship. 1,5 triệu anh ha, 1,5 triệu. Dạ, rồi, và tiếp theo đó cây. Rồi, mình về cái bàn xay này lại xích đây nè. Để ra đây luôn. Cho đúng rồi. Rồi tiếp theo là đến cái cây ổi số 11. Đó là cây ổi lê. Dáng búp măng lùng lực. Rồi. Cái này thì cũng đã có giới thiệu rồi nhưng mà chưa có xong giá ha. Chưa. Rồi mình đo lại đây nè. Búp măng lùng lực. Rồi tiếp theo là chi tiết từ mặt bầu đến đỉnh là 4,5 tấc. Mình cũng đo lại cây này nhanh theo chú tại vì cây này cũng có giới thiệu. Bây giờ mình thân vị trí nơi đây được cắn ở đây được cải 60 đi. 65 luôn anh ha. Cải 60 đi. 60 đi ha. 60 đi. Đường kính bầu 45, 46. Chú nào thích lùng lực thì chơi cây này. Rồi cây ổi mã số 11 là cây ổi lê, nhốt giao lưu với giá là 1,8 triệu, nhốt bao ship. Nó đang phát triển được mình chơi cái tàn đa mà tự nhiên của chú xè nè, nó có trái luôn nè. Dạ. Ổi này rất là dễ chạy. Rồi đổi giúp em luôn. Tiếp theo luôn, 12. Rồi ruby nữa hả? Tiếp theo là ruby, ruột đỏ, mã số 12. Cây này trắng thế đẹp nữa. Ảnh mua được nguyên cái vườn ổi luôn của chú. Đó, cây này dán rộng cũng công công anh ha. Dán trực công bye bye nè. Chơi nhiều dán. Có cốt cành nè. Đánh bao là chỉnh sửa và mau trái luôn. Yeah. Rồi, vị trí này đo luôn anh ơi. Cây từ mặt bầu đến đỉnh là 1,05 m. Công mà có chân cành sẵn hết à. Cành gốc vị trí đây được 24. Dạ. Đường kính bầu 36. Rồi cái ổi ruby ruột đỏ số 12. Nhốt giao lưu với giá là 1,3 triệu, nhốt bao ship. 1,3 triệu. Rồi tiếp tục giúp em luôn. 12. 13 mình có cái gì đây? 13 là một cây ngâu giáng thế. Cây ngâu giáng thế. Nhưng mà giáng thế gì đây? Giáng này giáng bay bay đổ đổ nè. À cây ngâu cổ. Cũng còn có bông luôn rồi đó. Dạ. Có bông rồi nè. Đang có bông gì. Thì cái này giống như cái phôi của chú ơi. À, chơi bộ đế này đẹp nè. Bộ đế nó quắn béo rất là đẹp. Cắt lại ha. Thì cô bác anh chị em biết giáng thế thì chỉnh sửa lại. Cái này mình có thể cắt phôi lại đây đây. Mai mốt làm cây đổ đây, cái này làm cái đỉnh ngọn. Rồi tiếp theo là đo chi tiết. Vành thân gốc vị trí nơi đây được 13 vành. Dạ. Từ mặt bầu đến cái đỉnh đọt là nó 56. Rồi, cái đó hào hào được anh ơi. Có thể chú về mình bỏ không chừng. Cắt
đường kính vào ngang được chỗ này đi 30. Tiếp tục đế nó cuộn. Rồi báo giá nhanh giúp em luôn. Rồi cây ngâu mã số 13, nhốt giao lưu giá là 800, nhốt bao ship 800 anh ha. 800. Giá nó nằm có cái chân chịu cũng hay lắm cô chú này, cái chân đó này. Rồi, đổi giúp em luôn. Một em chân dài. Tiếp theo là một em chân dài dáng ổi ruby. Ruby nữa hả? Ruby cục đỏ luôn. Dạ. Rồi em này đúng là làm form bàn trà nữa quý cô chú ơi. Có cấu cành đổ này cũng được nè, tùy theo sở thích cô bác anh chị em chỉnh sửa nha. Dạ. Rồi chúng sẽ chi tiết một vòng và đo hình thân gốc và chiều cao. Cây từ mặt bầu đến đỉnh là 1,5 m. Vành gốc vị trí đây được 24 vành. Nhỏ nhỏ nhưng mà đế cũng khá anh ha, đế cũng đúng được. Rồi, đường kính bầu được 38. Cây này cũng giống cái dáng con thú ngồi á. Rồi cây ổi ruby gục đỏ mã số 14, nhốt giao lưu với giá là 1,3 triệu, nhốt bao ship. Dạ rồi, 1,3 triệu. Tiếp tục giúp em luôn. Tiếp tục là ổi nữa. Tiếp theo là ổi luôn. Ổi gục đỏ dáng thế, ổi ruby. Dáng thế nữa. Dáng thế. Dáng thế gì đây? Dáng thế có cái co đầu đổ đó. Dạ. Có chi hồi nữa nè. Dạ. Củ đế thì cũng đẹp đó. Rồi, tiếp theo là chi tiết. Thế. Thế có nhé. Chi tiết mặt bầu đến đến ngọn là 8 89. Dạ. Động thước rồi. 69. Vành thân vị trí đây được 24. Để vậy nè. Đường kính bầu được 34. Rồi cây ổi dáng thế mã số 15. Ổi ruby gục đỏ, nhốt giao lưu với giá là 1,2 triệu, nhốt bao ship. Dạ. Rồi tiếp theo đổi cây. Tiếp theo luôn. 15, 16. Tiếp theo là ổi ruby gục đỏ mã số 16. Dạ. Cho quý cô chú xem ngán ổi luôn. Ổi nữa anh ha. Ổi. Chiều cao từ mặt bầu đến đỉnh là 74. Đến cái cốt giữa là nó 49. Đường kính bầu là 35. Vành thân gốc vị trí đây được 22, nút kẻ 21. Dạ. Cây ổi ruby mã số 16, nút giao lưu với giá là 800, nút bao ship toàn quốc. Dạ rồi, tiếp tục. Tới cây gì đây anh? Đẳng lỗi ruby luôn. Mã số 17. Cây này lùng lực. À, cây này lùng lực ha. Thích chơi bonsai thì cây này heo chú. Lùng lực ít chi cần. Tiếp theo là chi tiết từ mặt bầu đến đỉnh là 4,9. 49. Đường kính bầu là 36. Vành thân gốc vị trí nơi đây được 30, nhưng kể 29. Dạ rồi. Đường kính bầu chưa? Đường kính bầu 37. Nhốt giao lưu cây ổi ruby gục đỏ mà số 17 với giá là 900, nhốt bao ship. Dạ, tiếp tục luôn. Đó. 18. Ổi nữa. Vẫn là cây ổi gục đỏ ruby. Dạ, chưa hết vườn anh ha. Hết rồi. Hết hả? Rồi, cái này thì cũng một cái dáng chất cơ bàn trà nữa của chú ơi. Bàn đa. Đến trực. Cây có chi tiết chiều cao từ mặt bầu đến đỉnh là 1,12 m. Vành gốc vị trí nơi đây được 30, nút kẻ 29. Yeah. Đường kính bầu 36.
Là cây ổi ruby ruột đỏ mã số 18, dân út giao lưu với giá là 1,2 triệu nhú bao ship. 1,2 triệu. Dạ, ổi giúp em luôn. Số 19 là cây cuối chưa hay là còn gì nữa? Rồi, cây số 19 là cây mã số cuối clip. Đó là cây đổ trọng, có ba tên gọi, hay là gọi là cây sen tàu, hay là cây ngô đồng. Rồi, cây nó có hai ba tên gì đó, cô bác anh chị em xem rồi thường gọi từ vùng miền nha. Cái tên ngô đồng là em thấy thông dụng nhất á. Đây, cây bông nó này quý cô chú. Đó, cây ngô đồng. Cây này có bài thơ luôn. Rồi, đó, đây. Nó bông nó có 5 cánh hay không chú? Lá thì nó có chia ra vậy đó. Cây này có củ giống cái bình vậy đó. Dạ, củ giống như cái bình. Thấy rất là quá nè, dạ. Cái duyên. Rồi, con cũng quay cây này lần đầu tiên á. Cái củ này trồng xe như y chang như cái bình. Ở đây, ngộ quá. Dừng cho em. Ở đây mình nhìn thoáng qua nó có cái này như cái quai vậy đó. Nó có cái này như quai ha. Nếu mình nhìn vậy nè. Cái ngô đồng. Này vô chậu nhỏ nhỏ chơi đẹp lắm chú. Rồi đo giúp em luôn anh Đốc. Rồi cây có chi tiết từ mặt bầu đến cái ngọn là nó 8-17. Mình đo cái củ bình nha. Cái hoành thân củ bình tròn như thế này là 40. Rồi. Tròn do luôn ha. Tròn do luôn. Đường kính tàu là 22. Đây có cái chân này giống cái bình luôn nè. Y gan luôn. Nó có cái chân luôn đó. Cái bình lọc bình đó chú, gọi là cái bình hút lọc á. Cây thuận chậu nghe có anh chị em. Dạ. Dưới có bộ đế rất đẹp. Cây ngô đồng. Bùn vương cây ngô đồng của chú. Vàng rơi thu mênh mông. Cây này có bài thơ cũng hay. Rồi đến cây mã số 19 đó là cây ngô đồng. Dạ. Nhú giao lưu với giá là 600, nhú bao ship 600 anh ha. 600. Cây này đẹp quá của chú ơi. Về vô chậu mình ngắm hoa. Đẹp. Hình như cây này, cây đổ trọng này cũng có làm thuốc đó chú. Đúng rồi. Đó là một cây nam thuốc đạn hay gì đó. Rất là nhiều công dụng. Chú tìm hiểu thêm ha, giúp con ha. Rồi cũng là cây cuối anh ha. Cây cuối chưa hay là cây gì cuối rồi. Cây cuối chính là cây cuối clip rồi. Dạ. Rồi, mình chào luôn anh Út kính mến ha. Dạ, thì cây ngô đồng cũng là cây cuối clip. Ngày mới Nhân Út kính chúc toàn thể của bác anh chị em gần xa đang xem kênh được nhiều hạnh phúc, sức khỏe và cùng là chúc tốt đẹp nhất. Và trân trọng cảm ơn cô bác anh chị em đằng xa đã thương tình ủng hộ những clip vừa qua. Dạ. Mến chào cô bác anh chị em nhà hàng, cô bác anh chị em những clip tiếp theo. Dạ rồi, em chào Nút, quý chú xem kênh ủng hộ cho Nút hay chú, đồng thời đăng ký kênh ủng hộ cho bonsai lục tỉnh miền Tây. Con xin chào quý cô chú và hẹn gặp lại những clip tiếp theo.